Vì sao có diện mạo ngỡ ngàng của Lê Hoàng ở tuổi U70? Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lộ diện nhiều hơn, động lực nào giúp sao nam tích cực trở lại? Trong khi đó, con nuôi sao nam, Hoài Lâm cũng ẩn ý chuyện tái xuất. Thương tính không tiền sao vẫn đi lang thang? Cặp song sinh nhà Phương Oanh sát bình lộ diện, nhưng spotlight là mẹ bỉm. Tin si biết nổi bật, Dương Tử từng được mời đóng mặt Vũ Vân Giang. Chu Lê Dĩnh nói gì khi được hỏi về cảm xúc với Phùng Thiệu Phong? Xin chào, lại là Ngọc Cúc đây. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí Abyss hôm nay. Nguồn cơn dẫn đến diện mạo ngỡ ngàng của Lê Hoàng ở tuổi U70 là gì? Trang ngập mạng xã hội lúc này là hình ảnh đạo diễn Lê Hoàng trong diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi U70, chính xác là 68 tuổi. Nhờ vào những bàn tay nghệ thuật, Lê Hoàng đã được mở cung và chân mày để có được diện mạo hiện tại. Tất nhiên, vô số ý kiến trái chiều đã nổ ra. Người khen cũng có, mà người chê thì không ít. Về chính chủ, nếu theo dõi bạn sẽ thấy trong một talk show, đạo diễn Lê Hoàng từng thẳng thắn nêu quan điểm rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ là một môn khoa học có tính nhân văn. Phẫu thuật thẩm mỹ mang lại cho rất nhiều người cơ hội mà mọi người không bao giờ tưởng tượng được. Tôi đã tham gia những chương trình gọi là hành trình lột xác, tức là con người đợt đến mức độ nhìn hơi ghê khiến cả cuộc đời trở nên tăm tối. Khi họ đến đăng ký mà khuôn mặt phải nói là nhìn và sau khi được chỉnh hình họ trở nên bình thường thậm chí vô cùng xinh đẹp quả đầu mới thấy phẫu thuật thẩm mỹ nó có thể thay đổi số phận của một con người bạn nghĩ sao về quan điểm này của Lê Hoàng cũng như diện mạo hiện tại của nam đạo diễn hãy bày tỏ quan điểm của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé động lực nào giúp nghệ sĩ ưu tú hoài linh trở lại từ là ông hoàng truyền thông là nam nghệ sĩ ưu tú được bao người yêu mến hoài linh dường như mất tất cả bởi ồn ao từ thiện dù là lý do chủ quan hay khách quan thì rõ ràng hoài linh đã sai và sau nam đã nhận về những điều chẳng thể nào tưởng tượng được từ đó đến nay dù trở lại song hoài linh vẫn luôn âm thầm lặng lẽ ông sáu bảnh không còn sử dụng mạng xã hội mà chỉ xuất hiện trên không gian mạng từ bài đăng của người khác Mới đây thì nam nghệ sĩ hiếm hoi tham gia một buổi tiệc. Và để thêm phần sôi động, Hoài Linh đã góp vui bằng một tiết mục âm nhạc. Theo đó thì sao nam diện trang phục đơn giản, đội nón, mang dép, gần gũi giao lưu với khán giả. Trong lúc nam nghệ sĩ hát, nhiều khán giả đã vây quanh Hoài Linh để quay phim, chụp ảnh. Thậm chí một số khán giả còn tặng hoa tiền cho Hoài Linh như một hành động bày tỏ yêu mến nam nghệ sĩ những người xem video online cũng không ngại để lại bình luận khen ngợi Sơn Nam. Có lẽ chính những khán giả này là động lực giúp Hoài Linh có thể trở lại hào quang sân khấu một lần nữa. Dù sự trở lại này không ồn ào, không mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để Hoài Linh sống lại với nghề một lần nữa đúng không nào? Trở lại nhưng không tham gia game show. Chia sẻ về điều này thì Hoài Linh từng bày tỏ. Trước đây tôi tham gia nhiều game show và có khoảng thời gian đang làm game show thì tôi ngưng lại. Còn bây giờ tới tuổi này rồi, tôi muốn diễn sân khấu nhiều hơn bây giờ ăn nhiêu ở nhiêu cũng cá khô và mắm cũng cái nhà có cửa đi ra đi vô đi diễn sân khấu dù diễn sân khấu không bao nhiêu cả nhưng vui anh em gặp nhau này nọ và để tuổi già đỡ hiu quạnh bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của nghệ sĩ ưu tú hoài linh hoài lâm rục rịch trở lại trở lại ca hát không lâu giờ đây hoài lâm dường như lại ẩn mình khiến không ít người bày tỏ sự hoang mang ở diễn biến mới thì một chút lê lói về sự trở lại của hoài lâm lại được thắp sáng qua chia sẻ mới nhất của nhạc sĩ nguyễn minh cường theo đó thì nam nhạc sĩ đã hé lộ một vài câu hát trong demo sáng tác mới của mình cụ thể thì ca khúc mới của nam nhạc sĩ có tựa đề là hoàng hôn Mặc dù Nguyễn Minh Cường chưa tiết lộ về danh tính nhân vật sẽ thể hiện sáng tác này của mình, thế nhưng cái tên được dân mạng réo gọi nhiều nhất chính là Hoài Lâm. Đáng chú ý thì nam ca sĩ gốc Vĩnh Long khiến nhiều người bất ngờ khi để lại bình luận bày tỏ mong muốn được hát sáng tác này của Nguyễn Minh Cường. Anh yêu ơi, em hát! Câu nói này của sao nam khiến nhiều người tin rằng Hoài Lâm sẽ trở lại, hơn hết là với chính ca khúc mới của Nguyễn Minh Cường. Từ đây thì khán giả càng thêm hy vọng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sẽ trao cho Hoài Lâm ca khúc này để làm bàn đạp giúp nam ca sĩ trở lại showbiz. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Thương tính được cưu mang khi đi lang thang Suốt những ngày qua, câu chuyện thương tính đang ở đâu, làm gì và tại sao liên tục mất liên lạc là chủ đề được nhiều người quan tâm. Thậm chí có người còn đặt ra câu hỏi, thương tính không có tiền, vậy sống như thế nào trong thời gian đi lang thang về điều này thì nhạc sĩ Tô Hiếu, ân nhân giúp đỡ nam nghệ sĩ suốt thời gian qua, chia sẻ với truyền thông rằng những người mà thương tính tìm thường là người hay cho ông tiền. Bởi vậy, ông đi lang thang tìm họ vì cần tiền tiêu xài. Thương tính đi như vậy hầu như không có tiền trong người, song anh ấy không bao giờ phải chịu đói khác. Thường người dân thấy anh ấy ghé tiệm ăn uống sẽ tuyệt nhiên không lấy tiền. Có người là fan, cũng có người không phải fan, nhưng thấy thương tính khó khăn nên rất sẵn sàng mời ăn uống. Bên cạnh đó, thì Tô Hiếu cũng thổ lộ nhiều lần đưa thương tính đi show hoặc đi công việc ghé quán ăn. Phần ăn của nam nghệ sĩ đến 70-80% đến trăm chủ quán không lấy tiền. Tôi nhớ mãi câu chuyện hôm ấy, xe tôi bị thủng lốp, phải vào tiệm vá. Lúc đó có bà cô lớn tuổi đang dọn quán bán hộp vịt lộn. Họ chưa mở hàng bán cho ai, nhưng thấy thương tính là vội vàng kéo vào ngồi. Lúc sau, họ đem ra một chục trứng mời anh ấy ăn và không lấy tiền. Thậm chí họ còn cho anh ấy thêm tiền bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của tô hiếu cặp song sinh nhà phương oanh sắc bình lộ diện nhưng spotlight làm mẹ bỉm như abis đưa tin trước đó thì vào tháng năm vừa qua sau phim Quynh búp bê phương oanh đã vừa càng thành công hạ sinh một trai một gái cho ông xã là sắc nguyễn hòa bình trong một tháng hạ sinh hai nhóc tỳ tối ngày 16 tháng 6, thì phương oanh sắc bình đăng tải khoảnh khắc trong tiệc đầy tháng cho hai bé là jimmy và jenny mừng tròn tháng hai con chim non yêu thương, cả nhà yêu các con. Trong hình ảnh được chia sẻ thì có thể thấy cả con trai và con gái của Phương Oanh Sắc Bình đều sở hữu vẻ ngoài bụ bẩm đáng yêu. Gia đình nhỏ đã nhận về bảo lai like từ cư dân mạng. Tuy nhiên, Spotlight dường như lại hướng về mẹ bỉm sữa Phương Oanh, bởi chỉ sau một tháng sinh nở, sau nữ đã tự tin khoe visual xinh đẹp khi diện đầm bó sát, khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen ngợi. Theo tiết lộ của Hoa hậu Ngọc Hân, thì Phương Oanh đã giảm 17kg chỉ sau một tháng sinh con. Wow, quả là một con số ấn tượng, ít ai ngờ tới đúng không nào? Bạn nghĩ sao về visual này của Phương Oanh cũng như diện mạo của hai nhóc tỳ nhà sao nữ và sát bình? Hãy bày tỏ quan điểm cảm nhận của mình để IBIS được biết với nhé! Dương Tử từng được mời đóng mặt Vũ Vân Giang Mặc Vũ Vân Giang do Vương Tinh Việt, Ngô Cẩn Ngôn, ngay khi lên sóng đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đáng nói trước đó, tác phẩm này không được quan tâm quá nhiều. Một là về kịch bản, hai là dàn cast không quá nổi bật. Vậy mà tập đầu tiên lên sóng của phim, khán giả đã dần chú ý đến phim nhiều hơn. Ngay cả khi đụng độ phải đối thủ cực kỳ nặng ký là Khánh Dương Niên 2. Mặc Vũ Vân Giang vẫn sở hữu một lượng fan phim đông đảo, đè bẹp luôn cả hồ yêu tiểu hồng nương, nguy không thương của Dương Mịch, Cung Tuấn đó nha. Ngô Cẩn Ngôn ngày trở lại đã trở thành tâm điểm chú ý, có lẽ cũng đã rất lâu rồi, kể từ sau Diên Hy Công Lược, tên tuổi của cô mới được phủ sóng diện rộng như vậy. Còn Vương Tinh Việt, không ai để nói anh chính là nam Genji mới nổi của xe buýt. Hiện tại thì các từ khóa tìm kiếm anh chàng đều tăng chóng mặt. Giữa niềm vui của ekip mặc Vũ Vân Giang, cõi mặt xứ trung đã xuất hiện đồn đoán rằng đoàn phim mặc Vũ Vân Giang từng ngõ ý muốn dương tử đảm nhận nữ chính nhưng bất thành. Sau đó, vai diễn này mới được chuyển tới tay Ngô Cẩn Ngôn. Bạn nghĩ sao nếu Dương Tử sánh vai với vương Tinh Việt ở dự án này, liệu có tạo chemistry đỉnh như với Ngô Cẩn Ngôn? Cùng ra lời dự đoán với Ibis nhé! Triệu Lệ Dĩnh nói gì khi được hỏi về cảm xúc với Phùng Thiệu Phong? Sau chia tay Phùng Thị Phong, Triệu Lệ Dĩnh rất hiếm hoi, thể hiện cảm xúc hay nhắc đến người cũ. Cô nàng chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp. Đến mới đây, thì trong một chương trình thực tế, Triệu Lệ Dĩnh mới có dịp nhắc nhớ về người cũ bởi câu hỏi của Hà Cảnh. Em còn nhớ về chồng cũ chứ? Trước sự quan tâm với câu hỏi khá bất ngờ của Hà Cảnh, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ra lời thừa nhận. Em quả thực đã có được rất nhiều tình yêu đích thực trong mối quan hệ của mình nên bản thân phải học cách để mình bước đi từ từ, dù chậm nhưng vững chắc. Dựa vào câu nói này thì nhiều người cho rằng dường như Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn chưa thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ với Phùng Tiểu Phong. Cũng hiển nhiên, Triệu Lệ Dĩnh thực ra vẫn còn có chút tình cảm với chồng cũ. Từ đây thì họ suy ra rằng nguyên nhân đổ vỡ giữa cả hai không phải xuất phát từ việc tình cảm cặp đôi dành cho nhau mà từ những tác động khác công bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải trí Abyss ngày hôm nay của chúng tôi. Ngọc Cúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.